Xin chào tất cả mọi người. Tất cả chúng ta đều yêu thích được ăn uống, nhưng thường là chúng ta sẽ hay bị chán nếu mà cứ ăn mãi một loại thực phẩm. Và có một cách để bạn có thể thưởng thức một loại thực phẩm, đó là chế biến nó theo nhiều cách khác nhau để thưởng thức. Tuy nhiên, ở một số nền văn hóa ẩm thực, có một số loại thực phẩm được chế biến với những cách vô cùng dị mà tôi nghĩ rằng bạn không thể nào hình dung ra được đâu. Điều này đem lại cho du khách những trải nghiệm vô cùng thú vị. Nói một cách khác, một món ăn bình thường, họ đã sáng tạo và đưa nó lên một cấp độ hoàn toàn mới. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về 12 món ăn kỳ quặc nhất hành tinh này nhé! Cơm với trứng sống. Nhật Bản là quốc gia có nền ẩm thực thuộc loại đa dạng phong phú bậc nhất thế giới. Họ rất thích ăn đồ sống. Bạn đang nghĩ tới sushi hay sashimi hay là những món gỏi đúng không? Tôi hiểu. Đó là điều mà ai cũng nghĩ đến đầu tiên khi mà nói đến đồ ăn Nhật Bản. Nhưng mà chúng tôi đang nói đến một món ăn khác, trứng gà sống. Bạn đã bao giờ ăn cơm với trứng gà sống bao giờ chưa? Một bát cơm trắng và đập trứng sống vào đó, chan thêm một chút nước tương và chúng ta có một món ăn độc nhất vô nhị. Tôi chưa thể nào hình dung ra được hương vị của nó sẽ như thế nào. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng chúng ta không nên thử làm và ăn món này ở Việt Nam. Bởi vì thực phẩm ở Nhật Bản được kiểm định rất ngặt trước khi đem bán trong siêu thị. Nó rất sạch. Còn ở Việt Nam chúng ta, trứng không được kiểm định chặt chẽ. Hơn nữa đang là thời điểm dễ bị xuất hiện dịch cúm. Vậy nên món ăn này sẽ không hợp lắm ở Việt Nam đâu. Trà bò. Khi mọi người nghĩ về trà, họ thường sẽ nghĩ về các loại thảo mộc thả vào nước đun sôi. Nói chung là hương vị thực vật, không phải là hương vị thịt. Nhưng mà thứ trà này của người Anh thì lại hoàn toàn khác. Nó làm từ thịt bò. Bạn có lẽ đang tưởng đến nước sốt bò đúng không? Không, nó không thực sự giống như là nước dùng thịt bò. Nó được coi là một phương thuốc truyền thống để ngăn ngừa cảm lạnh. Trước hết, thịt bò sẽ được đun sôi lên với nước và muối. Sau đó cả thịt và nước sẽ được vớt ra và ngâm như là ngâm trà trong vòng 24 giờ đồng hồ. Và cuối cùng thì người ta sẽ lọc lấy phần nước, bỏ lại phần thịt. Vậy là chúng ta đã có một tách trà bò chứ danh. Một thương hiệu có tên là Bobril. Tự hào rằng họ sẽ đưa thịt bò vào thức uống của bạn. Thịt bò sống. Thịt bò sống là một món ăn ưa chuộng ở một số quốc gia như là Ý, Thái Lan, Ethiopia, Hà Lan hay là Pháp. Nhưng trong video này, chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn món Jul Kwe, một món ăn của Hàn Quốc. Thịt thường là thịt bò phi lê hoặc là các loại thịt mềm khác, được cắt thành que diêm và cắt bất kỳ chất béo nào. Sau đó được làm mềm trong nước sốt là nước tương, đường và dầu mè có hương vị tỏi, hành lá và hạt vừng. Jul Kwe được ăn kèm với một lòng đỏ trứng sống ở trên, với dưa chuột và lê Hàn Quốc. Bơ chiên. Chuyện gì sẽ xảy ra khi mà chúng ta cho bơ vào chảo và chiên lên? Hiển nhiên là bơ sẽ tan chảy rồi, nhưng đương nhiên là người ta sẽ có cách nào đó để xử lý chúng, thì chúng ta mới có món bơ chiên trong danh sách này đúng không? Trước hết thì bơ sẽ được làm đông lạnh, sau đó nó sẽ được phủ bột rồi chiên trong chảo dầu nóng. Vậy là chúng ta đã có món bơ chiên béo ngậy. Nó còn được gọi với cái tên gọi khác là bánh kép bơ. Bạn sẽ thấy món ăn này ở những hội chợ thương mại ở Mỹ. Nếu yêu thích vị béo ngậy của bơ thì bạn không nên bỏ lỡ cơ hội thưởng thức món ăn này. Thịt aspic. Nếu bạn nghĩ rằng gelatin chỉ là chất phụ gia để làm bánh, kẹo chip chip hay là những món thạch đẹp mắt, thì bạn nên nghĩ lại đi. Món ăn này rất giống với những miếng thạch tráng miệng mà mẹ chúng ta hay làm. Chỉ khác một cái là nó có vị mặn của thịt kho trong đó. Một cách đơn giản để bạn hình dung ra thì nó hơi giống với món thịt đông ở Việt Nam, nhưng vẫn xen lẫn cả hoa quả ở trong đó và đương nhiên vị của nó cũng khác biệt. Nó được làm bằng cách sử dụng thịt kho hoặc là trứng với thịt, rau, trái cây, sau đó đổ gelatin vào và nó sẽ keo lại giống như thạch. Đây thực sự từng là một món ăn phổ biến cho các bữa tiệc trong những năm 1970 ở Hoa Kỳ. Anh em họ của nó chính là salad thạch, thường chứa các loại trái cây rau củ ở bên trong khuôn làm thạch. Bánh rán spaghetti. Bạn có phải là fan của món mì spaghetti không? Nhưng có bao giờ bạn ước rằng mình sẽ không cần phải dùng đến dĩa và thìa để ăn món này không? Nghe có vẻ không được khả thi cho lắm, nhưng hoàn toàn có thể với ý tưởng spaghetti dạng bánh. Món ăn này thực sự được lấy cảm hứng từ một món ăn của Napoli có tên gọi là spaghetti prestata. Bánh mì spaghetti là một món ăn được chế biến từ thức ăn thừa của mì ống, kết hợp với trứng và phô mai, sau đó chiên lên. Theo truyền thống thì spaghetti được tạo thành với những chiếc bánh tròn lớn và cắt thành lát. Trông nó khá giống với một chiếc bánh donut.
Đây là thực phẩm hoàn hảo để mang đi dã ngoại hoặc là đến bãi biển và nó không hề lộn xộn giống như là pizza. Spaghetti. Không, nó không phải là món mì Ý như là bạn đang tưởng tượng, mặc dù tên gọi và hình thức của nó thì y chang như là mì Ý vậy. Spaghetti là một loại kem thú vị được tạo ra bởi Dario Fontanella, con trai của một người nhập cư Ý và là chủ của một cửa hàng kem ở Mannheim, Đức vào năm 1969. Nó là một đặc sản của Đức kể từ đó và hầu như không bao giờ được nhìn thấy ở ngoài nước Đức. Họ sử dụng máy ép khoai tây để ép kem thành sợi và sau đó dưới nước sốt khoai tây màu đỏ trông giống như là nước sốt cà chua lên kem. Vỏ dừa hoặc sô-cô-la trắng đóng vai trò là phô mai parmesan. Món kem này có thể ăn kèm với bánh mì. Một ý tưởng tuyệt vời phải không? Kem hành. Lại là một loại kem khác, nhưng mà món kem này lại đến từ đất nước Trung Quốc. Món kem này sẽ bao gồm một chiếc ốc quế, kem vani đặt vào đó rồi rắc hành lá sắt nhỏ lên. Hành lá sẽ có vai trò là một topping cho món kem này. Dù bạn có thích ăn hành hay không thì tôi nghĩ rằng món kem này rất đáng để thử một lần trong đời chứ. Tteokbokki Gyotsu. Nếu bạn vừa thích hương vị của thịt gà lại vừa thích những món tráng miệng đẹp mắt thì món ăn này chính là sự kết hợp của hai điều này. Tại sao lại không? Món ăn này có tên là Tteokbokki Gyotsu, một món ăn tráng miệng rất đẹp mắt của người Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là sự kết hợp của bột gạo, thịt gà, quế và sữa ngọt. Nó được cho là có vị giống như là một chiếc bánh pudding ngọt, thơm và thịt gà. Nhưng đừng mong là bạn sẽ được cắn vào một miếng thịt gà, bởi vì thịt đã được tách ra thành những sợi rất mỏng, giã thành bột rồi cho vào hỗn hợp. Sankeya. Món ăn Thái này được làm bằng cách hấp nước cốt dừa và trứng ở bên trong một quả bí ngô rỗng. Phần trứng và cốt dừa bên trong khi mà hấp lên sẽ đặc lại và hơi giống như là món caramel. Món ăn được cho là lấy cảm hứng từ người Bồ Đào Nha từ những năm 1600. Bạn có thể thưởng thức món ăn này ở những cửa hàng đồ ăn đường phố ở Thái Lan. Sốt chuối. Ở Philippines, việc thiếu cà chua từng khiến cà chua khó có thể xuất hiện trong các nhà hàng, thậm chí là trong bữa ăn hàng ngày. Có nghĩa là người dân địa phương cần phải sáng tạo ra một thứ sốt gì đó mới. Và thế là sốt cà chua chuối đã ra đời, được gọi là sốt chuối. Nó thường được cho là ngọt hơn so với gia vị dựa trên cà chua của nó. Nước sốt dựa trên chuối cũng được sử dụng để thay thế cho nước sốt mì ống ở Philippines. Burger đóng hộp. Burger là điều đầu tiên mà mọi người nghĩ đến khi mà họ nghĩ về đồ ăn nhanh. Nhưng có một cách để có được nó, thậm chí còn nhanh hơn thông qua ổ đĩa địa phương của bạn. Mua nó trong một chiếc hộp. Vâng, Burger Trucking đúng nghĩa là một burger trong một cái hộp. Theo The Adventure Company, bạn có thể làm nóng bữa ăn của mình bằng cách ngâm lon trong nước nóng. Khá thích hợp cho một chuyến đi picnic đúng không? Còn món ăn kỳ quặc nào mà chúng tôi đã bỏ quên trong danh sách này nữa không? Nếu có thì hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại comment bên dưới nhé! Và nếu bạn yêu thích video này, đừng quên nhấn like và nhấn subscribe kênh Xem Gì Hôm Nay để chờ đợi những video mới nhất từ chúng tôi nhé! Xin chào và gặp lại! Cảm ơn các bạn khán giả đã đón xem video ngày hôm nay. Đừng quên cho mình một nút like, share video này và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh. Đừng quên nhấn vào hình quả chuông để có thể nhận những thông báo của video chúng mình vào lúc 11 giờ trưa và 18 giờ tối mỗi ngày. Đừng quên like cả fanpage trên Facebook của chúng mình là Xem Gì Hôm Nay để có thể đón nhận những thông tin thú vị nhất ở trên đó, cùng với tham gia các mini game nhận về những món quà vô cùng hấp dẫn đấy chứ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau nhé. Bye bye.